xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Xin chào các bạn. Đố cả nhà thùng này là thùng gì? Thùng quà. Đang khui quà. Bữa nay là đang nghĩ khui quà nghe cả nhà. Khui quà đây. Nói chứ là một em là 200-300 gì đó, 200-300 lận. Thì hôm nay là Diện mới vừa nhận được cái thùng bông nè cả nhà em, ơi. 6 em gì đó là thì, là 1.500 phải không? Chủ cũng mới vừa là giao á. Ngàn hả? Này là ngàn bông ngàn hả? Mà 5 người hả? Người có 200 hả? Được 200 này, ảnh nha. Này có một thiên thôi. Người được 200 ảnh. Tại vì á, bông này á là mình mới vừa nhận được là mình đi trồng liền luôn nha cả nhà. Làm cho nó không mất sức á. Này là người ta bầu sẵn cho mình hết rồi. Rồi giờ gì sao chắc ra xài. Nè còn nữa hả? Ừ. Đây. Còn mấy giờ bắt chứ bắt ra được. Đó. Đó. Đây mấy cái bông rất là tốt nha. Cây nào cây nấy nè, bập ú no tròn luôn. Vậy 200 nha là chia ra đó. Giống mà được cái gì á là rất là im luôn á. Im ra người 200 là người đó hết trước nghỉ. Cho cái sợi vẻ đẹp. Giờ mình cắt ra sợi. Trời ơi, nếm thiệt luôn. Nếm mà trời chơi ăn gian sao được trời. Trời đâu ai nếm đâu. Nếm đủ 200. Đây sợi là được rồi. Không đó. Thì cái này á là người ta giao cho Diện như vậy luôn nè ông bà cô chú, như là người ta sắp vô ấy đó. Thay vì ví dụ như bữa nay mà lỡ có nhận tối quá á thì mình cũng chắc ra ngoài nữa chứ mình không có để nguyên thùng vậy được. Trình bẹp. Giờ sẵn tiện còn giờ này cũng còn thấy đường đó. Cho nên sớm là trọng cái này là Diện có rủ Hiếm Ba nè, bà Út, rồi chị Bảy Đẹp, mẹ, rồi chị Ó đi lên trồng luôn cho xong để cho cái cây bông của mình nó mau phát triển á, nó không có mất sức cái cây bông của mình. Tiếng chuyện ta tới cỡ chị luôn. Lâu lắm rồi mình Diện mới trở lại trồng bông này nè nha. Lúc trước có trồng rất là thấy ham luôn. Thì từ từ Diện sẽ quay từng công đoạn cách trồng bông nó như thế nào. Như ai có đất thì kiếm thu nhập vào cái bông này nó cũng được lắm á. Ok ok. Thôi mà mốt không có chỉ cho Bảy Đẹp để bắt Bảy Đẹp mặn. Không, Bảy là chịu chồng nuôi chứ Bảy không chịu mặn. Trời ơi, đãi cái hú hồn hết trơn. Đãi nó. Thấy không, rất là đều luôn. Cây nào cũng như cây nấy hết trơn, dở lên là đều gan. Lấy cái đợt này là rất là im ok luôn. Trời, cứ đưa hàng tiền đạo ra. Không, ta đẹp, ta nhờ cái đó, nó biểu ta giấu sao ta chịu. Ta ngủ rồi, ta còn cười. Ta ngủ rồi, cái đó, mày đó đó. Trước khi vô giỡn mồm, nó chành miệng cười cái nha. Không hay dòm lại, thấy cũng thấy em cười nữa là anh khỏe cho mình liền. Bông này cái á cái hàng đạo là cái nó cầu thủ bông đá nó phái rồi. Bông này là bông cúc tiger nghe cả nhà. Cúc tiger là cúc con cọp. Tiger. Im ghê mà. Đi tay. Cây nào cây nấy đều gan mà ú lù. Chị lấy giờ mình tối rồi, thời gian mình đi chồng đi, hai người xài. Đúng rồi. Đúng rồi, giờ ai chắc thì chắc, ai chồng chồng. Rồi vậy đi. Mình vinh phong chắc. Chưa đầy mà. Rồi chắc ngồi ở đây chắc đi. Mình chưa đầy, mình chắc dở chưa đầy. Thôi đi chồng đi ơi. Nè, bưng đi bên em đầy nè, đi đi. Đi em chắc chồng. Nay ở không biết. Đây. Em không có chồng. Ừ, chị ơi đi trước đi nè. Tôi. Không có tôi gì hết á. Tôi không có chồng. Hai người chắc, bốn người chồng. Ừ, đúng rồi. Ta ở lại đây ta chắc. Đi chồng đi. Thì chắc rồi ngồi đó chắc đi. Đây chưa ba? Đây rồi. Nè, ba đầy rồi đó. Chả nè. Ba đầy rồi đó. Rồi mình được hai sợi đi rồi. Đi chồng. Đi chồng đi. Thôi ai dở rồi đỡ đây đi. Mình có chừa lại ba hàng á. Rồi bây giờ mình trồng nghe. Thì cái này á thì mình lấy bầu ra rất là dễ, không cần gỡ đâu. Cứ đứt tung lên. Chừa bầu lại. Đó. Rồi gì là bóp lại cái là gọi vậy. Lắng rồi mình đi. Được từ đó. Nghe nó lắng thì mình sửa lại. Mình hơi hẹp chứ phải không? Hẹp hơn phải không? Sửa lại. Mình qua đây chút. Thì cái này mình canh ra khoảng 3 tấc nha cả nhà, như là một gan, gan gửi của Diện đó. Gan gửi. Đất này nó xốp cho nên là rất là nhẹ móc luôn. Rồi. Dạ rồi. Ủa bông này bông gì vậy? Bông cúc. Tiger, cúc tiger. Bông cúc mà thấy mình mua, mình cúng. Mà trồng vô. Đó. Thì cứ gì mà trồng tới thôi. Mất xước rồi. Cái này á, mình sử dụng bầu lại được nè. Có bầu gì thì mình lấy mình bầu. Bầu sẵn liền. Ừ.
mấy cái bầu lá chuối thì nó phân hủy, còn mấy cái bầu này nó không có phân hủy. Cái này không biết trồng được mấy hàng, chừa thì chừa 3 hàng vậy thôi. Cái này là mình đi hàng ngang luôn, không có cần mà cứ xỏ tỉa gì hết trơn. Đậu phộng giờ bữa nay lên thì dữ dằn không? Tốt. Dữ dằn chưa? Củ sắn nó thì chưa lên. Đậu phộng, đậu phộng nó mau ghê luôn á. Phộng mình tỉa cạn hơn sắn. À, bữa đó trồng bông tối quá cả nhà ơi, cho nên là mình không có kịp nấu nướng gì để ăn hết trơn á. Thì hôm nay Diền có mua 2 con cá lóc nè, lên đây nướng rơm để đãi cho mấy cô trồng bông bữa đó nha. Thì bữa đó có chị Bảy Đẹp nè, chị Ó, bà Út với lại bà Ba. Mà điện bà Ba lên chưa được. Giờ Diền cùng với chị Ó sẽ nướng trước. Ok. Ta lạnh tà lẹt nè, lấy gạch nè, chim dựng 2 con cá lên đàng hoàng, giữ cái hiện trường cho nó đẹp. Cá người ta mới đẹp nè, tắm là gì cho nó đừng có ấy nè. Mình cống con này xuống. Không có giờ chỗ, sợ mình đốt trúng cái buồng chuối. Cái nè, cái mềm, cái lưỡi đầu. Không, cái nào nó cũng cứng, ủ mềm chứ nè, nó xuống on on đây nè. Thấy không? Thì cấm nó, đi. Thấy chưa? Trời ơi, người ta lực lắm. Lực thì cấm đi. Ơi, cái nhóm này là không dứt tiếng cười được. Lúc nào cũng phải cười vậy đó. Rồi bắt đầu vỗ, sổ gom, sổ gom. Sổ gom. Đây nè, sổ đây. Học quạch. Quắn vô cá. Quắn. Luồn lại. Ủa mình lót gạch vô chi mắc gì mình không bậy bạ chưa chị ạ? Không, nó trái cây đó, cái gì cây khô mà đứt cây hả? Quên, đứt cây. Lát nữa 2 con cá nằm chèm bẹp ở dưới ngồi cự chết. Mình cuốn cái đầu trước á, cái đầu thôi, còn cái ở trên không sao. Ừ, chút nữa rồi cái đầu máy mới cho rồi đè xuống. Mùa nó cúng đó. Dạ. Hôm nay mình là cá lóc nướng rơm nha. Bữa đó he là chồng là tới 7 giờ tối mới về luôn á, là hết thấy đường cây bông mà nó nằm ở đâu mà cứ mò mò gì hoài luôn á. Mình gán không thấy đường cây bông đâu. Ừ. Được chưa? Lấy lên là cái gì đốt đi, cái cây đó lại đi, cây đó héo đó. Thôi mình bứng lên luôn đi. Nhổ lên luôn đi. Cái héo đó có phà lửa gì lắm á. Ốp vô cái dĩa luôn đi. Phà lửa. Hết cuộn gom luôn. Hết cuộn đi. Ăn con cá tốn 2 mấy ngàn. Bảy. Ăn 2 cá tốn 2 mấy ngàn. Thôi tức là tôi ngủ, con đi tắm xong. Có 20 ngàn tiền cuộn gom mà. Có 20 ngàn á. Cá bự mà. Cá bự ơi. 20 ngàn. Rồi được chưa? Sẵn cái này hết luôn đi. Mình giàu gơ mà có 20 ngàn bạc. 20 ngàn bạc. Quá rẻ. Có 20 ngàn. Rồi, lên. Để ta. Rồi, quá. Ê, cháy. Rồi lên lửa nghe. Lên lửa. Cái này là làm cái món này là nhanh, gọn, lẹ, sạch sẽ. Đây. Mẹ thì bên đây mặn nước mắm. Ăn với bún, bánh chén. Ớt này mẹ, ớt này trái đẹp dữ à. Ơi, lấy hộp này mình ương ớt được nè. Cái hộp con gãi thí này. Gãi thí lên được nè. Xẻ hộp. Thôi giờ. Ớt thì giờ ớt hái nóng vào trước thì tính sao được. Hai lá cách, đúng rồi. Em sẽ đi với ớt. Được quá. Có 20 ngàn à. Dữ
cái ghê luôn. Cái cuộn rơm đốt rồi xong ra non một cái ha. Chị ó, ba bữa nay ba cái cả này nó phát ghê nè. Ăn bá phát ha. Cả bữa nay tốt nó bắt nè tèn. Không, chuyện gánh gì sẽ chạy đi mua thêm ít chục cây nữa để về trồng. Nè, thấy chưa? Lá bự nào nó phè kìa. Quá ok. Nè. Lá cắt bữa nay nó ra lại rồi nè. Đâu nó non gì đâu luôn, ăn nó đã gì. Này mua 1 ký thịt bò về xào. Được không? Non gì đâu luôn, không xào không mà nêm một lọt muối là quất à. Non dễ sợ luôn nè. Ơi, chùa lại đi mời đổ bánh xèo ăn. Rồi nhiêu đây đủ ăn rồi. Nè. Ăn mà còn trường ngày mai. Đi dành nữa. Cái cây xào đâu bữa nay nó hái rồi. Nó bị già rồi. Cắt thơm ngon. Mời bà ăn nghe. Mời bạn ăn nghe, tôi đây. Ăn nữa, giờ tôi ăn liền. Giờ tôi uống liền. Núp trốn. Núp trong đống gơm rồi kìa. Núp trong đống gơm rồi. Hồi nướng vui giống cá luôn. Lên lửa chị ó ơi. Bụi gơm có 20.000 à, nướng đi. Thêm gơm đi. Trời, bữa nay giỏi chứ giờ nó đẹp, nó đỏ rồi, sạch sẽ dữ vậy. Ừ. Đây nhiều chuyện bên kia. Cá này thì cá nuôi nha cả nhà ơi, giờ này thì đâu có cá đồng đâu. Cá đồng thì hừng sáng sớm mới có. Phải có mà mở kiểu như sáng nhánh chợn. Dạ. Lúc này là ăn hàng ở tại nhà. Tại vì mình muốn ăn giờ nào là mình đi giờ đó à. Nó ngay mình cũng dễ ăn. Không, cá nuôi này mình biết mừng, nó cũng không có bị hôi, không bị tanh gì hết trơn á. Lên ung ung dữ rồi kìa. Sổ, sổ, sổ. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Từ từ. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Đừng gấp. Đừng giật. Bây giờ mẹ dì sẽ làm nước mắm nha cả nhà. Chút băm. Băm. Đúng rồi. Trời ơi, chị ó ngày nãy giờ lộ mọ đi hái mớ rau đắng. Rau đắng đắt á, lặn lát nữa cuốn vô ăn thử coi như thế nào. Thử coi nó thế nào, mình ăn cháo thì nó khác. Ăn sống coi nó như làm sao ha, ăn cuốn cá lóc coi nó như thế nào ha chị ó. Chắc cái này mà cuốn cá lóc nó cũng là hết sảy con bà bảy luôn đó. Rồi, nhà dì sẽ cho đường vô đây luôn. Bắp này nước đá nè. Không có nước lạnh. Cái thao đó coi, nước nóng. Cái thao bỏ bằng cái thao đủ, đủ. Ngon lắm á, kẹo lắm á mè. Cho mình nấu miếng nước nóng nãy mè cho khỏi khỏi vậy, khỏi bẻ đẹp đá rồi mà ra trơn nè, mình không có cần ra nước me nhiều. Tỏi ớt thì bầm rồi, mẹ thì quậy tan đường nước đá với lại me đồ ra thì mình cho tỏi ớt vô là được. Này phải cho chua chua ngọt ngọt ngót ngót. Bây giờ sẽ bư con cá ra ngay cả nhà. Mình ủ nãy giờ cũng nửa tiếng, hơn nửa tiếng rồi. Ủa kìa, thú rồi kìa, lú rồi kìa. Nứt thịt kìa, ổ bảy. Nứt thịt luôn kìa. Thịt bảy ơi. Nội mấy cái cục gạch của chị ó không cũng chín. Rồi kìa, thiệt. Cái này nướng gạch là nó nóng nó ấy luôn. Phải, tại mình sợ cái cây nó khô quá, mình không sẵn lại cái nó gãy nghe, cái nguội luôn. Cá lóc nướng rơm. Cạo. Nó đùa thang mà bởi đi. Người này hỏi sao, người kia hỏi sao. Gãy, gãy. Gãy cho nè, không được. Cãi lên coi, cãi lên đây. Phải cãi không, dẹp dẹp ra này nè. Dẹp dẹp ra đi. Khoan, từ từ. Dẹp ra đi. Cái gì vậy trời? Dẹp ra gạch vỗ cây, không có gớt đâu. Nhỏ. Nhỏ, nắm nhỏ. Được không? Mạnh. Ơi, đỡ lên. Trời ơi, cái đầu nó ngon nè. Qua đây. Cạo xuôi chứ cạo ngược gì. Gơm nó dính vô luôn rồi nè. Cố lên. Cứng quá. Trời ơi, đã gì đâu. Ôi. Cạo đi. Xuôi xuống cạo cạo ngược. Cạo răng nó đúng rồi đó.
gì nè, lấy dao cạo. Ôi ngon. Mới nóng nó giòn lấy cạo liền á. Ừ đúng rồi. Cạo rồi đó. Cạo. Đừng đập mặt mặt nha, cạo nó nướng. Đừng đập mặt mặt. Trời ơi tét thịt luôn rồi. Ngon ngon ngon. Ngon. Dạ nó tươi mỡ rồi đó. Ê nãy giờ mình chưa ấy hành tôi. Đúng rồi, chưa hành. Hành không? Ngồi đem ra chưa hành. Có không? Có hành. Có thì mình làm. Ăn phải đủ bại đủ bản nó mới ngon. Chế mỡ hành. Từ từ nha. Chế mỡ hành, chế mỡ hành. Có hành, có hành. Trong cái vỏ. Trong cái gỗ để lấy. Lấy. Người cạo xong chưa lấy cái dao tôi đi lấy rồi. Dao cho hành, cơm, rửa cơm. Lấy bụi đi chị. Bụi ra mình xác mình làm sống hành. Ra nhổ hành mình trồng quá. Hành mình trồng ra tước mấy lá thụ thụ đó. Đại lý hành mà. Cây vô, cây vô. Chị bưng cái bếp ra nhỏ ra chị. Bếp ra nhỏ chế miếng dầu vô luôn. Miếng dầu vô trong cái chảo á. Chảo mình không lót cái miếng ấy ha. Nó có chuối gì? Nó có lá chuối. Nó có lá chuối lót vô. Khoan, đợi xíu nữa đi. Cạo xương nó lại cái nữa đi rồi mình lấy lá chuối mình cắt lại. Cho nó bớt đi. Thổi 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 thổi. Thổi gì? Thổi thổi vô. Cái khét là cái thơm. Khét là cái thơm. Tới cái da này ăn bổ lắm nè. Bổ lắm nè, sức miếng luôn nè. Không muốn dính liền. Thở vô luôn nè. Bổ máu. Rồi xong rồi đó. Ừ. Hai chấm con mái. Hai chấm con mái là con đực con cái. Là con trai con gái. Ngon quá trời ngon luôn rồi nè. Bây giờ dì sẽ xẻ lưng ra để mà chế mỡ hành. Cái này thiếu đậu phộng. Ngô già gà cả ăn đậu phộng ăn nổi. Ăn giả không? Nhất hồi bảy á. Bác không có được nghiệp á. 20.000 cuộn gom. 20.000 mà dính hai cá còn nữa đi. Này là nước mắm múc mỗi người ấy thôi. Dạ đúng rồi, mỗi người một chén. Một người một chén. Nóng dữ rồi. Rút cái xương nó ra luôn đi. Cho mỡ hành lên. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Thơm không? Thơm không? Ruột là ngon nhất nách đó. Lầm ruột này là ăn xị rượu nha. Xị rượu. Uống không? Uống. Dứt. Dứt. Tối ngày. Toàn là khè không khè, à? Khè, khè, cho đỡ buồn. Khè. Ăn ớt thì bỏ cho ớt thêm. Ăn ớt chầm ớt thêm. Thế nữa? Dạ. Không ăn ớt bầm vậy dạ. Hai gì trà đường, bảy trà đường. À, đường. Bảy trà đường. Bảy đường. Bữa nay là hai con cá này là đổi tên bảy nha, mới không có bảy đẹp nữa nha, mới mà kêu bảy trà đường. Chưa nhớ là mày ơi, thế nào cũng kêu lộn rồi. Mà. Cái nửa tháng trước mới tháng sau nữa mới gành thôi. Mới kêu bảy trà đường. Mới tiếp chưa tiếp thu được. Tiếp thu được cũng còn bảy nữa. Rồi. Lửa có bà ba rồi. Bà dành để cho bà dành vị trí tôi đi. Cho khỏe mình nè. Cho bà lửa vô dành vị trí mình đi cho nó khỏe mình nè. Giống lửa bà nội chịu đòi. Rồi. Xong rồi. Đồ ăn đã tới miệng. Mày chắc lên là nhập tiệc. Nhập tiệc. Ngon. Những mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức cá lóc nướng rơm với gia đình luôn nha. Mà cái nhà nghe mà để truyền ra qua đây cho mấy người đó. Còn để ra cái giữa đây còn cái thao nữa đó. Nào để ra cái giữa đi. Được không? Rồi con cá thì để qua đây được. Nè, mình cá để cho xa đi, ai muốn ăn thì giới. Ăn ăn giới nha cho nó mau. Không có mình chia qua bệnh con đi. Cái chảo đó mình chia cái chảo cái chảo cái chảo mỡ hành đó. Chảo con. Có cái chảo hành cũng được. Cái dĩa nước mắm không sao. À, rồi con đi. Để thôi người ta ngại mình cỡ. Đúng rồi. Sao? Tiếp cái đích rồi sao? Tiếp cái đích. Ừ đúng rồi. Để đâu? Để qua cái dĩa đó. Không có được, mình vẽ cái đi. Cắt khúc đi, vẽ khúc không? Đi. Ừ. Đúng rồi. Nguyên mới chịu. Cho bánh cái đầu thôi. Nè, bỏ lên.
không được cái đó. Giữa. Tiếp. Ừ, trời. Bánh con cá mà luôn. Cá cỡ đó luôn. Con cá cỡ. Thôi bà ăn nguyên bà ăn dụng. Chọn đi để đưa. Bà cũng xé dụng dần nha. Rồi mời cả nhà nghe cả nhà ơi, ăn cá lóc nướng chui. Cá lóc nướng chui, dao đồng, nướng rơm, nướng rơm, dao đồng. Cá lóc nướng nè. 20.000 con rơm. Đây bánh tráng bên đây nè. Đây đây để bà Út với bà Bảy nói gom đâu rồi, dao bên đây. Chết bà Quỳnh lấy dao gặt dưa leo luôn. Công nhận thầy giờ không ăn dưa leo cái gì. Trời ơi, công nhận thì. Đây. Là cách nè. Là cách nè. À cải bẹ giống nè. Gấp cá nè, dài nghe. Rau thơm nè, dài đi đừng mình cầm nhỏ nè, rau đắng đâu, rau đắng đâu, rau đắng, bên đây, ngồi lên hết rồi, rau đắng, này gà gói rau đắng, đặc biệt, rau đắng, rau găm, đủ rau luôn, mình gói thử thưởng thức rau đắng này coi nó sao, ăn chiếc quèo, nó đắng. Cho miếng bún đi. Cải. Lên đây sao mình suy nghĩ ra nhiều món ăn dữ vậy ba? Dân dã. Bún quá. Chẻ. 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 Mày sao ăn? Hết ăn rồi. Nè, hết ăn miếng cải, tại vì chẻ gì nè. Không nổi không? Để không biết nữa. Trời, gì quá không? Chẻ xui lại. Chẻ xui mà đúng mà rồi. Nó dạng nè, nó mấy dạng mày không? Ông bà thương. Cười gì? Nhét bên mình sao không biết ăn nữa. Làm gì đó. Không nổi. Nghe cả nhà dùng sao bánh tráng gói ngon quá, ăn với rau đắng nè. Rau đắng nè, mình bữa chắc này là mình cuộn rau đắng, mình ăn thử cái cuốn rau đắng không nè. Mời cả nhà nghe, mời cô Loan chú Phong nha. Ngon cả nhà nha, đây là rau bánh tráng. Thưởng thức thử, có vị đắng đắng ngon ngon. Ngon hả? Thêm cá nữa. Tôi lắm thiên nhiên ngon. Ủa sao nói thì sao không lấy ớt mà đâu ớt đâu mất tiêu mà cắn đi. À, nè. Đây kìa bánh rồi, còn này sắc gì hả? Cắn người ta cắn. Mời bánh đẹp. Cắn. Trời ơi trời, ớt mà vớt kìa. Nóng lạnh thiệt chứ. Ăn ớt thì còn hơn là ăn cơm. Cũng vô. Vô. Ớt trái kìa. Chờ miếng xào vô rồi. Vô. Nửa trái rồi đó. Vô. Hai bà sung dễ sợ. Ở đây không ai ăn ớt được. Ai mà ăn ớt cứng gì. Có cay không bố? Nghe xài giấu mất tiêu rồi. Ừ quên cũng xài vô cái nước chua chua nè. Mới nhớ lại bún nè. Đây. Ôi lỡ cuốn này không ăn xài cũng sao đi. Chờ miếng bánh tráng rồi. Sao xài mụn con dữ vậy? Đúng rồi. Nhỏ ăn đi ăn chung với hàng mình nha, chứ hàng mình ăn gì ngại quá. Hổn này cuốn sao quá rồi, cuốn bự vậy à, bự mình trú nữa đây hả, là lá cách mà quá cho đáng là ngon thì đó, lá cách là đó, lá cách là đúng sách luôn đó, là đúng cách luôn mà. Ừ, miếng rau đắng vô ít ít thôi, nhiều quá đắng. Trời ơi, cái ăn nó mát được. Cái này là muộn rau đắng không luôn nè chị. Ừ, ngon không? Ngon. Thưởng thức ăn rau. Chưa dính ngọt rau đắng. Nóng bao nhiêu bạn? Cắn cá nữa thì nó mới dính. Cắn cá nữa đây. Ăn mà cũng lựa cái tét, cái tét không đó. Tét sao chị gói? Chấp vô. Không, hết rồi, còn lá một à. Ăn chúng miếng xài thì nó chua chua. Cái kia thì đắng đắng phải không? Ăn chúng miếng rau thì nó đắng đắng. Ăn miếng cá nó thơm thơm. Ăn miếng cá thì nó ngọt. Nướng cá, nướng gôm, ăn liền là nó ngọt, nó ngon. Cá em ốc. Sao bà ăn được? Ngon cực kỳ. Thôi bạn ra gì rồi chấm không biết coi. Cực kỳ. Ăn con cháo mình đổi lên mình gói cái này ngon. Ngon ngon. Không ăn sống ít đắng. Sống nó không có đắng mà lợt khi nấu canh là đắng thôi. Nó không có đắng.
Chỉ nấu canh là không nổi thôi, ngoài ra gì nó có cái hậu hơi tí xíu nhẹ thôi, nó hơi nhẵn hơi thôi chứ nó không đắt. Tại đây tới là cái đá gà đắng, gà đắng đắt này là tới công chuyện với chị Ốm. Tốt nhất đó là người mà trồng cái bắp này ăn. Đúng rồi. Để mình. Ai mà thật tiện cái lá này ta. Lá gỗ tìm để chưa. Gỗ ngon. Không có sâu. Gà thiên nhiên. Gà thiên nhiên. Ăn cái này là tốt cho sức khỏe. Nó gỗ như cái mền. Tốt à. Đó là tôi luôn. Không có đó bà ba ăn chứ đâu ai ăn đâu. Mình ăn. Cái gì của mình ăn. Rồi bà bảy tới bà bảy nữa nè. Nhà bảy đẹp coi. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên ăn đồ cuốn mà chấm leo quá vậy trời. Cái này là bà Bảy mà đi theo phụ tá cái kiểu này là chắc đuổi về sớm. Thiệt á, nó độc lạ, có ai sắc như tôi không? Có ai sắc như tôi không? Ủa, cái gì cả cái con mà nhỏ không thành nhỏ nữa. Để cái leo gì sao nhỏ nổi. Bởi vậy sao nhỏ được? Bởi vì sao lá mình bữa nay mình thấy cái leo được. Mình cuốn mà sao mà nó bự dữ. À, cái này là bị thiếu gì không? Đây kìa. Thiếu hẹ. Hẹ nữa nó mới ngon. Hẹ nữa nó mới ngon, thiếu mỡ. Không. Để không ăn hẹ phải không mua. Thấy chưa? Không ăn người ta. Đi mua rau mà kêu cái người không ăn rau đi mua thì phải chịu đi. Còn bư kìa, bư. Rất mỡ nhỏ ra nè. Ăn gỏi cuốn phải mua hẹ. Đúng rồi, gỏi cuốn là phải có hẹ. Hẹ nó mới ngon. Thôi này nhiều rau lắm rồi ăn đi. Ôi cái cò nữa ngộ thiệt á. Thiếu món bây giờ là bảy đẹp đi mua rau. Ừ, nhà cái người không ăn rau. Nên có gì thì ăn nó đi, đừng đợi hỏi. Ý kiến hoài. Rau này tôi không biết ăn. Lắp cá. Ngon lắm. Cơm. Cơm. Ăn dành cho mấy người nói chuyện. Không biết ăn rau đó. Đúng rồi. Nhà ăn cốn nữa. Chèo cá. Ủa nãy vậy bước mấy cuốn rồi ta? Gấp cá là chị về bệnh. Hai cuốn rồi nè. Ủa tôi cuốn này nữa, ba cuốn hay gì rồi, tôi ăn nữa vậy? Trời, con nhà mình nướng ngon thế nó chín vô tới cạnh luôn. Đúng rồi. Nướng rơm. Nướng rơm. Nướng củi chứ đâu bằng nướng rơm. Cái này nướng mình... củi nó hay bị nín đó, nướng rơm nè. Đốt xong rồi cái mình ủ lại chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi là nó chín tới đâu luôn á. Rất cá rồi. Thôi chứ ngon, nhà mặn nướng mắm chấm á. Phải không? Đó. Đây bà tự dặn mà. Mặn nướng mắm không có được dư nữa đó. Đây bà tự dặn. Chấm kêu bà nói là nướng mắm là thiếu bằng 3 lần mới đủ ăn. Ai, ai ăn hiện nhiêu thôi nghe, chấm nhín nhín nha. Không có ai san sẻ cho đâu à. Người ta. Chấm được nè. Nói cho cái da cá này nè là ăn ngon lắm á. Ngon không? Cá ăn được không? Nó thiếu vậy mới ngon. Đây ứng gấp. Bữa nay cha Duyên á thì ở dưới nhà rồi không có lên. Cho nên là không có mặt. Có người cha làm con ngon cọc rồi. Bữa nay dạo này hơi bị bận rộn chút xíu. Mặt nó ngọt. Mình làm đi đó dẫn dạng. Nhưng mà thấy chắc khỏe khoắn trong người á thì mình cũng rất là để cho em đó đi. Ai không? Có nước mắm thì thôi. Trời rồi. Ơi, nãy giờ mà mình có hai cuốn mà cuốn chưa xong nữa nè. Rồi. Rồi. Cuốn này nghẹt mà. Cái chị đó. Lặn mai mốt lấy cái hơi của chị đó, lặn mình ăn giống chị đó. Ăn cho mình mặn chút. Cho nó mặn lên chút xíu. Ủa sao nó ăn lại chân à? Sao mà? Nè. Trời ơi, thử thử rồi mà còn cà bá nè. Hai lá rồi nè. Ngon thử lắm rồi. Cách là tôi trà đảo đó. Ừ, ngon đó. Thơm, ngăn lắm chín có. Coi lá cách nhượng. Bữa nào tôi cũng lấy hái à. Cái lá cách đốn rồi bây giờ. Bữa nay nó nảy tược lên ngon cực kỳ luôn. Bữa hổm đốt nó héo nha. Bữa nay nó non lại. Bữa nay tứ rồi nó có nước đó chị. Ăn lên làm thuốc. Lá cách chị bệnh. Ăn nó có mùi thơm liền. Ta ăn lá cách nhất cái nách là mình chở rồi. Nè.
Dữ nói gì nè. Thằng quốc còn có ăn gì nè. Bảy 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 chầm gì nè. Nè, sao sao ba nó sao từ 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 tới nữa từ từ chứ tôi làm chứ rồi để làm rồi lá lẹ sẵn cho đó làm cho bả gì nè cho mình đút vô cái mình miếng cá ra mình đưa con lá thôi. Không thấy thằng quốc ăn gì thấy hèm á. Thằng quốc á kìa, vậy đó hồi bỏ xuống thử đi ghét gì đó đau bụng mà ba gì đó nè này nè này bà đút đi hả không ở đây đúng cho mà không chịu không kìa kìa tôi đút sẵn cho ông chịu đâu để đút khó đút nhớ này là lâu dài dữ lắm luôn á. Ngày nào cũng cười cái kiểu này cái cười có. Không có đúc già vô. Đúc vô cái lấy miếng cá lại ha. Cá lại ừ, không gạo cho ăn không gì đó. Cá này bữa nay mặn không có mùi không. Có gạo không. Bữa nay thì mua hai con cá lóc nướng gom để bồi bổ sức khỏe cho mấy thím. Quá trời ngon luôn rồi. Lâu quá không ăn cá lóc nướng gom nữa nha. Nhất luôn. Nhất luôn, nhất nhất thiệt. Quá đó. Ngon luôn. À, tại nhờ bằng gãy gom có mấy cuộn gom mà tốt hết 20.000 có vẻ đẹp. 20.000 ăn hoài nó hoài á. Ngọt liệm luôn. Mơ cho bù đi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.